Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm lo mình ơi. Về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một hai ba vô hết ly, kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi,
Rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngại chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Rồi giờ em tính sao? Tháng 5 niên Kỷ Mão cũng là ngày Quỳnh Đạo. Hảo ngoạc, kiết kiệt lương thời, kiết khánh chi nghi, kính theo phong tục cổ truyền. Ý kiến tôi riêng thì bên Nam Hùng tôi hạ cô đứa đây tấn nạp đại lễ. Trước hết thì nhà trai có tấn nạp 4 năm phong vật, trong đó có rượu, trà, bánh. Trước thì dân lên cúng cô Quỳnh Sáu Tổ, sau bà con tôi dùng gọi là chính lễ trong ngày lễ thành hôn hai cháu, nhờ mấy ông quý bà uống rượu chứng minh và vui lòng dự lễ. Cho hình này, xin mời hình mấy băng mày đó. Rồi giờ em tính sao? Rồi giờ em tính sao? Thương em mấy núi cũng kèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Chứ thương em nào ngại chi đường xa, anh ước mong sao hay. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 niên Kỷ Mão, cũng là ngày mà gia đình của vợ chồng cháu Trừ có tổ chức lễ du quê cho cháu Lê Thị Cẩm Hưng Chánh Viên cùng Kim Minh Huân người Hàn Quốc. Trọng kính mời quý ông quý bà và cô bác anh chị em tiến hành vô bàn uống trà thơm ngọt để chứng minh buổi lễ tân hôn hai cháu. Trọng kính mời, kính mời quý bà con nào còn ở nước ngoài đó thì nội ngoại tương tề nha, bước vào bàn hội đồng dùng trà thơm ngọt để chứng minh buổi lễ của hai cháu. Bởi vì chú dễ thì ở nước ngoài thử vô đây thì cũng có 1-2 người chú đoàn dẫn dắt thử ra cái cuộc lễ hôm nay. Thì do nhà gái tổ chức cũng như là trong cuộc lễ thì bên đại diện nhà gái, đại diện nhà cha luôn để mà dẫn dắt hai cháu làm lễ. Có điều gì thiếu sót quý vị cũng thông cảm, bỏ qua cho, thật cảm ơn. Trân trọng kính mời cô dâu bước ra để bên đại diện bên nhà trai đó trao phần nữ trang cũng như là tiền thu dụng. Đưa chung một nhà, dù đường gặp gần gặp gần, anh dắt em đi. Nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng, dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương. Về nhà trong một ngày lành, cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thanh tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu chấm đơm. Rồi giờ em tính sao? Rồi giờ em tính sao? Rồi giờ em tính sao? Tính sao? Tính sao? Rồi giờ em tính sao? Rồi giờ em tính sao? Rồi giờ em tính sao? Tính sao? Tính sao? Người ta thường bảo, bảo sao nè? Người ta thường bảo yêu là phải nói, giống như là đói thì mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá cằn. Cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bần thân tay chân nè. Anh thương là thương em thì nhưng mà còn chưa biết ngày nào em mừng. Alo. Cho anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước biết đường canh. Tội đi chơi một mình mà không ngủ, đêm nay lạng quạng trong mơ lại gặp anh. Đâu có ngại gì đâu, mấy sông anh cũng lội, dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua. Bởi vì thương nên là anh chấp hết cho chọn chữ tình chữ nghĩa của đôi ta em ơi. Gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng, dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương. Trong một ngày lành cho dạ được rồi, được rồi. Cúi kính dân hương trước cổ quyền, cầu trên tháp tổ chứng lương duyên, độ cho hai trẻ duyên bền chặt, kháng thích thuận hòa đến bá niên. Đầu cuối lại cổ quyền chứng chiếu,
nhờ ơn trên đất thúng trời nghiêu, bốn nén hương khói tỏ phủ chiều, đôi hồng lạc sáng soi tiệc diệu, nhờ ta hồng kết xe duyên liễu, ơn nguyệt lão có chặt mối hồng trâu, hôm nay ngoại nội thỉnh cầu cho đôi trẻ thủy chung vào đại rồi sao. Ở đôi mình đẹp tình yêu thương, chẳng chờ gì nhớ em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi, bà con cô bác hai. Nhờ ơn trên hộ độ hai con, trăm năm tuổi thọ mãi còn, chồng hòa vợ thuận làm tròn nghĩa nhân. Nay xin kính hai con hành lễ, cầu ơn trên chứng lễ thành hôn, độ cho hai trẻ thường tồn của quyền tắc tổ linh hồn chứng minh. Nhị bái ơn trên cứu tế tình thương mang nồng, rồi tam bái xin cho hai con kết nghĩa vợ chồng, rồi tứ bái cho phu thê của hiệp chắc cầm bá điên. Cuối lại cha lành ngọc đế, nhờ ơn trên chứng lễ hoàng thiên, nam mô nhất nguyện lời nguyền, rồi từ nay ăn ở theo hết thánh hiền thở xưa. Dạ rồi, chắp tay vô ngực giùm em nha, giùm thẳng vô máy nè. Như là phái Phật tại gia, cũng như là cáo hoàng thiên, như là ba ngôi thực cúng xong, vậy đến cái phần. Cái này cho nó cài bông ha. Dạ, cho cài cài đi. Dạ, cài em. Dạ, cài đi. Đưa cho anh cài vậy. Hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi, cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lần tháng tốt 25, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Xin em chớ lo, dẫu còn nắng mưa dài dầu, dù giật đôi dù sao. Trong tập giờ đây thì cái phần nữ trang cô dâu cũng như là tiền Xuân Dũng để tiết gia đình thì nhờ cái chữ đoàn để thông báo lên là tiền Dũng bao nhiêu, nữ trang bao nhiêu cho cô dâu đem luôn. Dạ. Dạ. Hai lượng. Thì cái này ông. Dạ, cái phần nữ trang thì chú dễ cho cô dâu là hai lượng vàng, hai bút ra da, phần còn phần tiền. Tiền cho bên phu đi chứ. 3 ngàn hả? 3 ngàn. Dạ. Phần tiền thì được 3 ngàn. Dạ. 3 ngàn tiền Hàn Quốc hay là tiền Mỹ? Đô la. Coi như là 3 ngàn tiền đô la của Mỹ đó. Để tiếp cái phần tiền trợ bên nhà gái. Thôi giờ có mấy ông với bà chứng minh. Giờ phần nữ trang thì chú gửi cho cô dâu. Phần tiền thì trao để cho bà nhà gái giữ. Rơi, anh thương em nhớ trên đời. Chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi, bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi, cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thánh tốt 25, là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạch đầu trăm năm. Ngoài em ra ngôi nhà tương lai, nghe bài ca vui đã
đại hiện tiền thì cho hai cháu xin phép mà lại họ. Kính thưa quý vị, thì nói ra để chữ giống nòi thì chúng ta là con dòng cho tiên, một đất nước hào hùng, đánh đuổi kẻ ngoại xâm, giành độc lập tự do cho đất nước. Để tưởng nhớ các vị tiền bối xa xưa và các anh hùng vì nước trong thân và Bác Hồ, vị cho già cũng như dân tộc, kính mời bạn hoạt động đứng lên để bảo phúc bảo đẹp, đứng lên. Nhờ trước tiên mới có hậu lai, nay con nối chí theo hoài, nhờ trên tiền bối chứng ngài thành hôn. Xong bố lại xong, kính mời bạn hoạt động ngồi xuống. Thưa quý vị, phần qua thì cháu lại hỏi xong thì đến phần hai cháu ra mắt ông bà hiện tiền. Trước hết thì kính mời ông Cốc, bà Cốc, ai và giới cấp ông Cốc Cốc bước vào bàn hội đồng uống rượu chứng minh cho hai cháu lễ ai là. Đến thần gia cấp ông. Chứ hết thì kính mời ông nội, ông ngoại, ông thân tộc, ông láng giềng từ ông hai đến út bước vào bàn hội đồng vũ chứng minh cho hai cháu mà lễ. Trước nhất bà ông nội ngoại. Bình minh lên bên hông bên sông, em ngó qua bờ bên kia em thấy anh ngồi chờ xem. Chỏ thấy mà lúc nào lọt chỏ à? Mà nói đi, mà nói đeo đi, mà nói đeo được mà. Kính thưa quý vị, trong cái lễ vui của cháu nội thì ông không có cái gì để cho cháu, để cho cháu năm giấy vàng để làm kỷ niệm trong ngày lễ vui của cháu. Người ơi em thương người nhớ trên đời những lời tâm tình. Xây xong lâu nay không thấy qua, anh có trao quà nhưng không đưa tới tay. Ông ngoại, bà ngoại cho làm gì vàng đồ tôi vậy? Cái này hợp đồng sao thì cho gian nhau ha. Bà ngoại gian ha. Cho đeo luôn. Dạ mình đeo xong mình dịnh lên mình dần cái máy giùm con luôn ạ. Dạ đây là 1, 2, 3. Tắm đi nha, rồi ôm hôn bà ngoại cái nè. Đúng rồi. Rồi ok. Ông láng giềng từ ông hai đến ông út, rồi từ bà hai đến bà út bước vào bàn hội đồng uống rượu chứng minh cho hai cháu lễ A đại gia cấp. Ông bà có hai cháu có không, có cho qua phần này ạ? À? À, còn hả? Mà thằng mong cho anh đừng thương ai ngoài em ra. Còn gì mà tức, 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 tức.
đứa cháu giải mắt con bài tiền ở đây cũng xin khép lại. Trân trọng kính mời đại diện bên nhà trai cũng như là cô bác bên nhà gái bước lại cách khoảng 100m để trong dự buổi tiệc trong ngày lễ dương huy của cháu. Trọng kính mời, chị kính mời. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình, xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà dễ nhìn. Em xinh tươi hồng như lứa tuổi trăng tròn, anh hai lăng tuổi xuân cũng đã hao mòn, bao phong ba chẳng lo ta sát giai thề, thật thà chất phát tâm tình chàng trai. Làm ăn sớm điền thân thuộc đã đến tham dự một buổi đại tiệc thân mật sáng nay để mừng lễ quy chúc phúc cho cháu gái đó là Lê Thị Cẩm Hương, sảnh viên cùng chàng đệ quý Kim Min Kyu đến từ Korea, Hàn Quốc. Và thưa toàn thể quý vị, lời đó đầu tiên xin thay lời cho thân mẫu của cô dâu đó là chị Nguyễn Thị Trúc Linh xin gửi tặng đến toàn thể quý vị quan khách quý, mọi gia đình thân yêu đang chứng tiệc với lời cảm ơn chân tình, lời kính chúc mạnh khỏe nè, lời chào thân thương, chân chào nồng nhiệt nhé. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý kính mến, có thể nói tình yêu và hôn nhân bao giờ cũng là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng đồng điều cho tất cả mọi cặp đôi quyên ương trên thế gian này, và không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu sang, cũng như là không phân biệt là địa lý, thưa quý vị. Và thưa toàn thể quý vị, ông bà xưa cũng nói rằng đó là hôn nhân là chuyện một đời, tìm người vừa ý cho vui lòng mẹ cha, và để rồi gắn kết tình ta nên duyên chồng vợ sẽ thủy chung một lòng. Và có thể nói người vừa ý nhất của Cẩm Hương chờ đợi bấy lâu nay đó chính là chú rể Kim Min Kyu. Và thưa toàn thể quý vị, muôn đời nay dựng vợ cả chồng cho con cái của mình bao giờ cũng là trách nhiệm bổn phận, cũng là niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn của các bậc làm cha mẹ. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu là các vị chú hôn. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời về phía thân mẫu của Cẩm Hương, trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Trúc Linh làm mẹ thân yêu nhất của cô dâu Cẩm Hương ạ. Rồi cũng như là trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Thắng là giai cậu cô dâu sẽ cất bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay, nồng nhiệt thưa quý vị, xin mời. Nhẹn nhẹn sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rủ 5 lít bia, 50 lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm kinh mến. Và giây phút này đây sẽ là một giây phút đẹp nhất, tỏa sáng nhất và rạng ngời nhất dành cho cặp đôi quyên ương. Và xin mời tất cả những đôi mắt lung linh xinh đẹp của quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về lễ đài hạnh phúc, gặp gỡ đôi quyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rạng ngời nhất ngày hôm nay. Đó là cô dâu Lê Thị Cẩm Hương và chàng đệ quý Sam Trần Kim Min Kyu đến từ Korea, Hàn Quốc sẽ cất bước lên lễ đài hạnh phúc.
yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai. Trung tâm sân khấu Lễ Đài Hạnh Phúc hiện tại bây giờ, nhà gái thì hân hoan bừng để quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, đúng không ạ? Ngày vui ba mẹ sum vầy nè, anh đi làm dẫy còn em về làm dâu. Và trước sự chứng kiến chứng tiện từ phía toàn thể quý vị quan khách quý đang có mặt trong tất cả những bàn tròn thân yêu, thì ngay sau đây xin mời cô dâu Cẩm Hưng, chú rể Kim Minh Kiêu cũng như là các vị đại diện cho phòng chủ hôn sẽ có một biểu tượng cao đẹp nhất, đó là một cái gật đầu chào thay cho tỷ lời cảm ơn dành cho toàn thể quý vị cũng như là chúc phúc cho cặp đôi Quyên Ương ngày hôm nay. Và một lễ chào ngay sau đây để tha cho tỷ lời cảm ơn Hạnh Sassy. Ok. Và thưa quý vị, và một lễ chào xin được ra mắt và gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Ngay sau đây xin được phép bắt đầu. Dạ vâng, và thưa toàn thể quý vị, quan khách quý cũng như là quan viên hai họ kính mến, cho lời tiếng xin công bố với toàn thể quý vị và xin công bố với đất trời. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày sắc cầm hảo hiệp lân bảy năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão là ngày gia đình mở đại tiệc để chiêu đãi toàn thể quý vị cũng như là ra mắt chàng trai quý và chúc phúc cho cặp đôi Quyên Ương luôn ạ. Và được sự cho phép quỹ quyền từ phía chủ hôn, cho lời tiếng xin gửi lời cảm ơn chân thành, trân trọng nhất đến toàn thể quý vị quan khách quý với những cánh thiệp hồng hân hạnh đến đây để gia đình được phục vụ đến toàn thể quý vị. Và chúc cho toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta sẽ có một buổi đại tiệc thân mật nha, ngon miệng nè. Trong thời gian chiêu đại đón tiếp từ phía trong gia đình, không tránh khỏi những điều sơ suất nhỏ nhất, thì mong quý vị chúng ta sẽ niệm tình bỏ qua nha. Và quý vị ơi, đặc biệt hơn là chúc cho tất cả quý vị quan khách, mọi gia đình thân yêu của chúng ta mạnh khỏe thì luôn có, hạnh phúc thì luôn luôn nhiều, đặc biệt là công danh sự nghiệp luôn bền vững mãi với thời gian. Và thưa toàn thể quý vị, riêng tình yêu của Cẩm Hưng và chú rể Kim Minh Kiêu thì có thể nói thì hai cháu đã được ông Tơ Bà Kiệt xe duyên từ muôn kiếp trước, và tình yêu của hai cháu là một kim chỉ nam để Việt Nam và Hàn Quốc luôn trở thành thông gia với nhau và xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý để về chung một nhà hôm nay. Và nhà thơ Tố Hữu cũng nói rằng đẹp nhất trên đời có gì hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau. Khi chúng ta đã bắt đầu yêu nhau và sẽ mở một chặng đường hạnh phúc cho mình đến trăm năm về sau, mà mong chầu cao mãi là duyên là nợ, cặp đôi Quyên Ương hôm nay nghĩa là vợ là chồng. Đó, xin mời đôi Quyên Ương sẽ bắt đầu khai đủ tình yêu, mở đường cho tất cả một cung đường cảm xúc hạnh phúc về sau. Xin mời. Em làm tay đâu đưa đây anh nắm, trong một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, tình đang vào nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời, ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, chọn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đình đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời, ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, trong một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đáp cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đình
vô là vô, ngày vui mình cùng đừng ly. Dòng tay phu thế càng gian ru tình, tình là tình ta. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Nhà đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Linh đang tao đổ đôn đại từ đây tiếp ở bên nhà. Trưởng đàn thần nhất lũ nhóc mang bên giống qua đây em cần tức lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn cho phải lễ. Ba con lỗi sớm hôm bữa em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ra ngay. Dậy đi, dậy đi nè. Dậy ăn cái gì cho nó. Một mình lên xe qua tới thưa mẹ cha. Một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này. Muốn em là con của tía má anh lòng dài nhất bãi thiên địa nhì bãi cao đường cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi. Chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này. Muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên địa nhì bãi cao đường cụ thể giao bãi đêm nay ta say ta mãi. Xanh mời em cùng anh ghé
đợi em về thăm chốn này miền Tây. Mẹ quê đợi trong nàng về, ở về làm dâu, ở về làm dâu, ở về làm dâu. Rồi ngài sông nước lung linh mời em, mời em làm dâu hiếu đào nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là thương. Gió mây bay trên trời, gió thấy những lời muốn nói, biết mẹ anh muốn dâu, em trên giường đã thấy chiều mới. Chỉ cần em gật đầu, bưng lễ nhà trai thật nâu, đem câu trầu đến rước em về nhà anh như trốn được thâu. Chính rung rinh dìu em là ra cánh ruộng làng mình, cánh ruộng làng mình. Lúa cười, lúa nói cùng em, ở nơi này ngày mùa nó lắm lên con em. Là em không ngại nhọc nhằn, không ơ, dòng sông đã nói gì với em. Con cá linh đồng ngoài vườn bông súng, chai bếp sau hè chờ nuôi cơm khê. Có bà mẹ quê đợi trong nàng về, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu. Rồi ngài sóng nước lung linh mời em làm dâu hiếu đào nhà mình, làm dâu nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, xảo quá. Anh thì biết mẹ muốn dâu là em, nàng dâu miệt vườn. Ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với
với hai cha già quý. Du quy pháo hoa rộn ràng, múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân. Này cô Tư, anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu? Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là du ta dẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắc son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bạn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương, anh chống chèo cộng lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp tròn đời ta có nhau. Mình xin qua vào